Double kill. Chào anh em, thì chào mừng em quay trở lại kênh của mình nhé. Thì sau một quãng thời gian khá là dài, thì kênh mình cũng đã đạt được cột mốc đó là 1.000 subscribe anh em ạ. Cảm ơn anh em từ trước đến nay đã đồng hành cùng mình. Cảm ơn những người anh em luôn luôn theo dõi mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ gọi là show cái bản ngồi nhạy setting cộng với đó là DPI các cài đặt trong máy của mình nhé. Thì có những anh em bảo là độ nhạy bắn nó không lên đầu, lắp độ nhạy của mình vào ấy, bắn nó không lên đầu, thì mình cũng nói với anh em rằng tùy vào máy với lại là độ nhạy ấy, nó chỉ giúp một phần đó là chính xác hơn. Với lại là muốn bắn full đầu ấy thì đó là do cái cách anh em bắn, với lại là do quá trình luyện tập của anh em, với lại một phần do là trình độ anh em ạ. Thì cũng không phải nói nhiều về vấn đề này, bởi vì là có nhiều anh em có thói quen, với lại có những kiểu là
lắp đồ nhện vào rồi, sau đấy bắn không vào đầu, bảo là đồ nhện bắn không phun đầu. Thì nếu mà phun đầu thì anh em phải gọi là làm đúng như video, đúng như cái đồ nhện các cái trong máy của mình. Với lại là do anh em luyện tập nữa, chứ không phải là do auto vào đồ nhện đâu anh em nhé. Chứ nhiều anh em, có một số anh em nhé, bảo là đồ nhạy thì bảo là đồ nhạy ghim đầu bắn không vào đầu tí nào cả. Thế bây giờ nó thật là nếu mà có đồ nhạy mà ghim vào đầu được ấy thì bọn nó chả cái hết làm gì đâu. Đấy, thì nếu có đồ nhạy đấy thì thằng nào nhanh hơn thằng đấy thắng thôi. Cho nên đấy chỉ là cái tiêu đề thôi anh em ạ, còn lại là do trình độ cả thôi. Với lại đồ nhạy là một phần giúp sát hơn anh em ạ. Thì đây, đến với đồ nhạy thì đây là cái bảng mà mình đang dùng. Anh em có thể thấy là nhìn xung quanh 95, draw size là 40, ống ngắm x là 10, ống ngắm x là 86. Còn súng ngắm thì mình cảm thấy là không cần thiết cho lắm, cho nên mình để khuôn không, còn nhìn là mình để 50 thôi. Còn đây là điều khiển nha anh em. Đây, đó, đây là cái nút này mình để bắn one shot này. Còn lại thì anh em có thể thấy nhá, nó rất là đơn giản. Mình thì mình đang thao tác là đó là bốn ngón anh em ạ. Đó, bốn ngón thì giúp mình thao tác có thể là hảo hơn này. Nút bắn 44 bốn kỹ năng thì mình để thế này đó, anh em có thể thấy nhá. Đơn giản đúng không anh em? Còn mấy cái này thì mình quen dùng rồi, cho nên là mình để rất là mờ để mình quan sát rõ hơn, chứ không để như thế này thì nó sẽ mất đi cái tầm ngắm của mình anh em, tầm nhìn ấy. Rồi, độ nhạy thì nó như thế thôi. Còn đến với phần cài đặt nha anh em, nó là dB thì nó là 555 đó, ok nha anh em. Rồi còn phần gì nhỉ, con trỏ này đó, mình để là full nha anh em đó. Đấy rồi, còn bây giờ thì anh em xem mình bắn này nhé. Cái cách bắn của mình ấy thì mình hướng dẫn lại anh em luôn, cách bắn shotgun ấy thì anh em nhìn này, đây là cái nút bắn nhá. Anh em bút từ cái đuôi đạn này, cái nút, cái hình đuôi đạn nhá, anh em theo quy tắc số lẻ thì anh em vút lên hướng 1 giờ chơi mình, 1 giờ sau đấy là anh em vòng một vòng qua hướng 12 giờ nhá, vút như thế này đấy, như này nhá. Anh em tiếp xúc ở đây, đại điểm tiếp xúc là anh em chạm vào đây trước đầu tiên, em vút lên đây sau vòng như thế này, ok nha anh em. Rồi, mình thì mình bắn nó vẫn chưa được tốt cho lắm đấy, cho nên là nhiều khi pha hụt thì anh em thông cảm nhé. Đấy, anh em có thể thấy là vào đầu rất là nhiều anh em ạ. Cho nên là anh em cố gắng tập luyện theo cách đấy thì nó sẽ vào đầu rất là hiệu quả. Còn tiểu liên, mình nói thật với anh em, nếu mà muốn bắn tiểu liên mà muốn phun đầu của cái con bot ở trong này ấy, thì anh em cài reng vào, mình nói thật đấy. Anh em, mình khuyên anh em cài reng vào thì bắn như thế thì khả năng vào đầu, auto vào đầu ấy. Và lại có nhiều anh em có thể bắn như thế nhưng mình không bắn được anh em ạ. Nhưng mà ấy, nếu mà tính ra mà vào để ở trong trận ấy thì mình có thể bắn full đầu được, nhưng con boss này không hiểu sao mình không bắn nó full đầu được anh em ạ. Này, nó chỉ bắn cái tầm thế thôi. Anh em nào mà biết bắn tiểu liên ở trong cái này mà full được đầu con này chỉ cho mình ấy. Mình bắn ở trong này, bắn con này mình không full đầu được. Mình chỉ bắn được như thế thôi, còn shotgun thì vô tư anh em ạ. Rồi, như thế thôi, không em lại bảo mình gà chết. Thôi, thì kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình nhá. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân. Đó, thì mong rằng những clip tiếp theo trong tương lai thì anh em luôn ủng hộ mình. Và anh em nhớ giúp mình đặt cột mốc, đó là 5.000 người đăng ký sớm nhất có thể nha anh em. Cột mốc đầu tiên trong năm nay.
đó là 5.000 người đăng ký nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau.